Vâng, kính thưa quý vị, tôi là David Trinh Trương, tên Việt là Trương Trọng Trinh và tên bút danh thường gọi là Trương Ngọc Trinh. Thưa quý vị, David Trương Ngọc Trinh xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Và thưa quý vị, tôi hiện diện trong căn phòng ngày hôm nay muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, tôi là chủ tập đoàn Gling App John Stock Company ở tại Mỹ, cũng là chủ tịch tập đoàn công ty Gling App Việt Nam. Thưa quý vị, trong các chương trình mà chúng ta đã giới thiệu trước đây thì tôi muốn chia sẻ với quý vị về chương trình cổ phiếu của công ty Gling App John Stock Company ở tại Mỹ. Lộ trình của công ty sẽ đưa lên sàn OTC trước, sau đó sẽ đưa lên sàn Nasdaq. Chúng tôi cần 3 năm thuế. Thì trong thời gian 3 năm thuế thì bây giờ công ty đã hoạt động được 6 tháng kể từ ngày đăng ký, và 2 tháng gần đây nhất chúng tôi bắt đầu phát triển ở tại Việt Nam. Thưa quý vị, lộ trình cổ phiếu của chúng ta sẽ bắt đầu 0.0010 sen, và theo quy định của tất cả các sàn chứng khoán của Mỹ là công ty nào cũng bắt đầu như vậy. Thì khởi đầu để họ IPO, sau đó họ bán cho tất cả các nhà đầu tư hay họ cho tặng cho các nhà đầu tư và họ bắt đầu lên sàn, thì công ty của chúng tôi cũng bắt đầu làm theo luật của Mỹ như vậy. Và kế hoạch của chúng tôi khi lên sàn Nasdaq là từ tối thiểu từ $4 và có thể cao hơn rất nhiều. Và chúng tôi kế hoạch của chúng tôi thì chúng tôi bán tranh để tặng cổ phiếu cho tất cả các nhà đầu tư Việt Nam có một cơ hội sở hữu cổ phiếu trước. Chúng tôi phát hành là 1 tỷ cổ phiếu và chúng tôi dành cho Việt Nam 300 triệu cổ phiếu. Thì chúng tôi xây dựng cơ sở vững chắc, xây dựng một cái hệ thống vững chắc, và chúng tôi đã chuẩn bị cho 200 triệu cổ phiếu cổ phần của chúng tôi, 200 triệu cổ phần của chúng tôi để dành cho các nhà đầu tư và những người buôn bán và những cổ đông chiến lược. Thì 200 triệu đấy thì 500 triệu tất cả chúng tôi dành cho toàn bộ thế giới, thì trong đó Việt Nam đã chiếm 300 triệu, còn 200 triệu nữa chúng tôi dành cho các quốc gia, và đây là trong thời gian IPO. Ngoài ra thì chúng tôi dành còn 200 triệu nữa thì chúng tôi dành cho các cổ đông chiến lược, và trước khi lên sàn thì những cổ đông chiến lược và những người chủ sàn hay là những người bạn quen biết thì họ sẽ sở hữu. Thì thưa quý vị, lộ trình của chúng ta sẽ lên $4 trong 2 năm rưỡi nữa. Thì chúng tôi sẽ có rất nhiều nhà đầu tư ở giai đoạn cuối và họ sẽ đồng hành với công ty Gling App. Thưa quý vị, trong 26 lần, trong hơn 3 năm qua, tôi đã về Việt Nam 26 lần và cảm xúc tình yêu quê hương đã gắn liền trong tôi. Và cảm xúc đấy tôi đã sáng tác bức tranh mang tên Sài Gòn xưa và nay. Thưa quý vị, đất nước của chúng ta đang phát triển trên đà phát triển không ngừng và phát triển tầm cỡ nhanh nhất trên thế giới trong giai đoạn hiện nay. Thì thưa quý vị, là Sài Gòn xưa và nay, những tòa nhà cao ốc chọc trời đã vươn lên, mọc lên và biểu hiện một thành phố, một sự phồn vinh, giàu có đang trên đà phát triển. Và ngoài ra thì ở đâu đó vẫn còn những cái vó câu nói đến hai tầng lớp xã hội. Ở đây là những người nghèo còn đang khó khăn, đang phải làm việc giữa đêm hôm. Và tôi muốn gửi cái thông điệp này cho tất cả những người đã thành công về tài chính, thì chúng ta chung xây để đóng góp, giúp người thành công thì giúp những người nghèo khó, để chúng ta cùng xây dựng một đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn. Đó là cái mục đích mà cũng như gắn liền với khẩu hiệu của chúng tôi là giấc mơ huyền diệu sẽ giúp cho rất nhiều người trở thành triệu phú hay là tỷ phú trong tương lai đối với Gling của chúng tôi. Và đó là ước mơ này
chúng tôi đưa về dự án này để giúp cho người Việt Nam trước phát triển không ngừng, và chúng tôi sẽ phát triển cổ phiếu này ở trên thị trường quốc tế là thị trường Mỹ, và cho tất cả mọi người Mỹ cũng như toàn thế giới họ sẽ đầu tư, họ sẽ mua, thì lúc đó họ sẽ mua lại những tác phẩm của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và chúc quý vị thành công. Chúa sẽ ban ơn cho quý vị một sự giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc trường tồn. Xin trân trọng cảm ơn.